Hello, như thường lệ những các bạn đang lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê. Tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên. Nghề đầu bếp, trời ơi, nghề đầu bếp nó thay lâu rồi mà em. Nó pha một cái ly cà phê ngon hơn con người. Nó nấu đồ ăn chuẩn xác, tụi em có thể search đầu bếp. Mà nó nấu được mấy cái món phức tạp như của Trung Quốc luôn nè. Là nó biết liều lượng bao nhiêu dầu, bao nhiêu trứng. Tức là em nghĩ là em phải xào đúng không? Nó có cái con robot để xào luôn rồi. Tức là những cái món mà em nghĩ, ví dụ như đồ ăn mà tại vì như em bán như kiểu dinh dưỡng á, tức là em lựa luôn, rất là đồ healthy. Nó vô nó xào cho em, nó xào theo kiểu Trung Quốc, nó xào theo kiểu Ý, nó làm được hết rồi. Tức là nếu như bây giờ em đi mua đồ ăn, chẳng qua là bởi vì em thích trải nghiệm với ông đầu bếp đó thôi. Cho nên cái khúc này chị cũng muốn nhấn mạnh luôn, là nếu như tất cả tụi em hỏi chị là giờ em học cái gì để em sống sót, câu thứ nhất em phải học về em. Bởi vì em là cái người phải sử dụng em để deal với một cái con bánh bèo khác. Nếu như bây giờ cái con bánh bèo đó nó có thể tự tạo một cái con AI để nói chuyện và làm cho nó cảm xúc hạnh phúc, nó không yêu mày nữa thì mày không đụng được vô cái lờ nó. Cho nên là đàn ông em vẫn phải học làm sao để em ở bên một người phụ nữ, làm sao để cho nó còn cảm được cái tình người, nó có cái cảm xúc. Đây là cái thứ các bạn phải tôi luyện, emotional intelligence. Làm sao bạn hiểu yêu thương là gì, làm sao bạn hiểu chăm sóc nhau là gì. Và sắp tới mọi người chỉ trả tiền, tức là cuộc đời của bạn tất cả bây giờ ai chăm hết rồi thì bạn làm gì. Câu trả lời của Nhi thẳng cho các bạn luôn, đó là các bạn chỉ có làm tình đã ra thêm nhiều em bé. Rồi những em bé này lớn lên trở thành người tiêu dùng và mua những con AI này để nó phục vụ cho con người tiếp. Tức là bạn quay trở lại đúng với cái thời kỳ động vật luôn á. Nếu như các bạn không chịu học và các bạn dừng học. Và nếu như bạn thực sự muốn làm một cái gì đó, bạn phải làm bởi vì đam mê. Bởi vì tức là một khi mà bạn đến một cái nhà hàng nào đó, bạn ăn cái món đó không phải là bởi vì cái chú đó nấu ngon hơn con robot, mà bởi vì bạn thích cái chú đó, cái cách chú đó nói chuyện với bạn. Nếu như bạn đến một cái tiệm làm tóc, không phải vì cái cô đó làm tóc đẹp hơn cái con robot, mà bởi vì bạn thích được nói chuyện và tâm sự với cổ. Nếu như bạn đi đến một cái chỗ để làm spa với massage, không phải là bởi vì họ massage tốt hơn cái máy, mà bởi vì bạn thích cái cuộc nói chuyện của bạn với cổ. Nếu như bạn đi đến một cái nông trại để trồng rau, trồng lúa, để cảm thấy làm là bởi vì mình yêu thiên nhiên, không phải bởi vì bạn làm hơn cái con robot, mà bởi vì bạn đến đó bởi vì bạn thích làm vườn với những người khác. Chị nói cũng này đúng không Sơn? Tức là bây giờ các bạn đi làm là bởi vì các bạn thích và các bạn enjoy và các bạn hưởng thụ, chứ nó không còn là bạn làm bởi vì ra tiền nữa. Tức là bây giờ bạn không cần nhìn thấy cái gương mặt của người sếp mà bạn không thích nữa. Tại Nhi cũng không muốn nhìn mặt mấy bạn nhiều lắm đâu. Nhất là mấy con bánh bèo vô, chị ơi muốn kể cho chị nghe ba má em như vậy đó. Đó là cái lý do chúng ta còn gặp nhau. Tức là chúng ta tâm sự, chúng ta trò chuyện, chúng ta giao tiếp cảm xúc với nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta chăm sóc nhau thôi. Nhưng mà chúng ta không còn phải giải quyết những cái vấn đề mà chết cha rồi giờ làm sao. Các bạn biết cái con robot này nó có thể tự đi hốt rác và nó tự đổ rác luôn. Tức là bạn nghĩ đến chuyện là mình phải tự đi đổ rác cho nó, mình phải tự đi sạc pin cho nó. Các bạn biết phim B-Max không? Đó, sắp tới bạn có mấy cái con B-Max trong nhà bạn đó. Nó cũng tương tự như vậy đó. Nó tự sạc pin luôn, nó tự dọn dẹp cho nó luôn, nó 24/7 luôn, nó xuống dưới nó khiêng đồ cho bạn luôn. Đúng rồi, học làm xài AI càng nhanh càng tốt đi chứ còn đợi gì nữa. Em đừng dùng từ thống trị nha chị, không đồng ý từ này. Tại vì chị nghĩ là chỉ có mấy đứa dốt và không chịu học thì mới nghĩ AI thống trị thôi. Tại vì nếu như em thực sự hợp tác và làm việc cùng AI, em thấy là nó giúp cuộc đời em rất nhiều. Chỉ có những người làm biếng và thích làm việc theo kiểu cũ, và chỉ có những người mà cố chấp và luôn luôn cho mình đúng, hoặc là suy nghĩ theo kiểu cũ và không có chịu nâng cấp bản thân, thì tụi em chết thôi. Và tụi em chết, như chị lặp lại nè, tụi em chết và thất nghiệp không phải là vì AI. Tụi em thất nghiệp là vì tụi em từ chối học xài AI, là bởi vì tụi em không chịu học để trở thành những người như chị với Sơn. Chị học cách xài AI, mặc dù chị là cái con ghét công nghệ thông tin nhất. Tụi bay tôi biết tao rồi, tao chỉnh cái camera tao còn chỉnh không được mà chị còn phải ngồi xuống học em. Chị không có lý do gì để chị ngụy biện nó hết á. Chị không có lý do. Em ơi em search đi em, nối mi nối tóc nó có con robot rồi. Mấy đứa này nó nghĩ là chắc chị Nhi hù em. Có gan thì em YouTube liền đây, em có gan em search ChatGPT đi. Không nghe, chữa lành bạn có thể vẫn phải đi gặp con người nha. Cái cách mà Nhi làm là Nhi đang lọc cho bạn thầy bà âm binh mà mất dạy á. Tại vì cái mà Nhi đang làm cho bạn cái là vậy nè. Bạn có thông tin rồi đúng không? Cái thằng thầy đó nó nói là mày đưa tiền tiếp đây rồi tao nói tiếp cho mày nghe mày là ai. Là bạn biết ở cái quần gì tôi đưa thêm tiền cho bà, tôi search Google cũng được vậy. Tôi cũng tự search ChatGPT, tôi biết thêm về tôi vậy, mắc mới gì tôi tả lại thêm bạn. Nếu như họ sắp là người giúp em chữa lành, và nếu như họ là người sắp cho em cái hành trình kế tiếp để em đi tìm em là ai. Họ phải cho em được trải nghiệm, họ phải cho em được một cái hành trình mà em đến đó, em được kết hợp với những người khác, phát triển chung với nhau, học chung với nhau, tìm tòi, tâm sự và tiến lên cùng nhau. Và quan trọng, cái đây là cái câu mà Nhi khẳng định với các bạn luôn, mà không phải người thầy nào ngoài kia cũng làm được, đó là integrity, sự chính trực. Nếu như bạn gom tất cả con người lại với nhau bởi vì bạn mong cho họ đổ thêm tiền cho bạn, thì câu trả lời của Nhi là bạn lầm rồi. Họ phải trả tiền cho dịch vụ và trải nghiệm mà họ được có. Ví dụ họ tới khách sạn đó, họ phải trả tiền khách sạn, họ trả tiền vé máy bay, họ trả tiền ăn uống, họ trả tiền để họ ở đó với những người giống như họ. Chứ nó không còn là họ phải trả tiền để cho họ thỏa mãn cái mà Nhi gọi là greedy, tức là cái tham về tài chính của bạn. Đó là cái Nhi đang làm thôi. Nhi muốn cho mấy bạn thấy là nếu như bạn thật sự muốn học thì không có giới hạn. Nếu như bạn thật sự đam mê tìm hiểu về mình, tất cả những cái thông tin nền, tất cả những cái kiến thức chính thống ở đây. Nhưng mà sau khi bạn có cái đống kiến thức đó rồi, nếu như bạn cần người thầy đồng hành với bạn, họ phải có hai chữ mà Nhi gọi là nội lực. Họ phải có cái sự chính trực và nội lực, và họ thực sự muốn giúp bạn về phần con người. Vậy thôi, chứ còn Nhi không có đi cản thầy bà nào mà bạn muốn mở gì bạn mở. Thế giới này là của bạn. Người ta thường hay gọi là the oyster is for you. Cái biển này là đầy hào và đầy con người. Tất cả mọi người đều có quyền như nhau. Bạn có quyền được mở công ty, bạn có quyền học, bạn cũng có quyền không học, bạn có quyền lười, bạn cũng có quyền không lười. Bạn có quyền đi vô để học làm IT như Sơn, bạn cũng có thể không cần học. Và bạn cũng có thể là một thằng IT cố chấp, và bạn cũng có thể là một thằng IT chịu thay đổi. Tùy bạn. Bạn cũng có thể là một con làm móng cũ, bạn cũng có thể là một con làm móng mới. Sơn ơi, mấy bạn hỏi là vô rồi web rồi có làm được, rồi có được học lợi ích gì khi tham gia Nhi Lê Team anh Sơn ơi? Vào team web và gì? Vào team web bây giờ có thể học cách làm phần mềm mà không biết code đấy gì. Ôi ơi xuống quá. Tức là bạn ra ngoài kia bạn có thêm một cái nghề là làm app với làm web cho người khác mà không cần phải viết code kìa. Và đây là chị nghĩ đây là một cái rất là fair luôn á. Rất là fair, rất là công bằng. Tức là sao? Cho những cái bạn mà ví dụ như con nhà nghèo họ không có tiền đi học công nghệ thông tin đi. Chị nói thiệt, những bạn mà ở quê, ở thôn chẳng hạn, tụi em muốn tham gia vô team của chị để ăn sơn bài nghề cho tụi em vẫn được. Và chị rất là khuyến khích những cái bạn mà không có bằng cấp giống như chị nhưng mà đam mê học, đây là cái cơ hội của em. Đi vô học đi em, chị sẵn sàng giúp nếu em sẵn sàng đi vô. Tao muốn tụi bay đừng có đi theo đám đông nữa. Những cái đứa mà trong đầu vẫn nghĩ là đi vô trường học rồi, vô lớp rồi ngồi ngay ngắn rồi dạ thưa cô à này nọ. Em mà còn tiếp tục nghĩ là em phải đi kiếm tiền thiệt nhiều để em vô đó em ngồi em đi ra em thất nghiệp đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.